Xin chào quý anh chị, thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị một lô đất view hồ mới nhé. Thì lô đất view hồ này có diện tích là 5,1 sào nhé quý anh chị, 5.100 m² nhé, thì em ghi hơi lộn thị, và có 40 m mặt view hồ, phía trên là có 28 m mặt đường nhé, và có giá bán là 1.350.000.000 nhé quý anh chị. Thì cái lô đất này thì rất là thuận tiện, gần trung tâm xã, trường học, chợ, chỉ cách ủy ban xã, trường học, chợ là đúng 1,5 km, và cách tỉnh lộ 681 quốc lộ 14B là 1 km nhé. Và cái khu vực thì rất là đông dân cư sinh sống. Cái đất khu vực này là đã được phép chuyển đổi từ đất nông nghiệp đến đất thổ cư rồi nha quý anh chị, và cái giá chuyển đổi là 100.000 trên 1 m² chuyển đổi nhé, từ đất thổ cư lên đất từ đất nông nghiệp đến đất thổ cư, giá chuyển đổi là 100.000 trên 1 m². Thì khu vực thì rất là đông dân cư sinh sống và đường xá đi lại thì rất là thuận tiện nhé. Đây thì cũng rất là gần nhà thờ, cách nhà thờ 1 km. Ở đây mà tự ra tới quốc lộ 14B tỉnh lộ 681 là đúng 1 km nhé quý anh chị. Mình đi bằng đường bê tông 4 m. Phía trên này thì mình có 28 m mặt đường bê tông nhé, và bên dưới thì nở hậu ra là 40 m mặt view hồ. Địa thế đất thì gần như là bằng, chỉ có ở dưới chân hồ thì có độ dốc là 45 độ thôi, còn gần như tất cả đều là bằng. Trên đất thì có một căn nhà tạm và là có điện nước đầy đủ hết rồi. Từ quốc lộ 14A trung tâm huyện Đắk Đắk Lắk mà đi vào đây là 15 km nha quý anh chị. Thì là 14 km là mình đi bằng đường nhựa, còn 1 km là mình đi bằng đường bê tông 4 m. Ở dưới này thì nở hậu ra là 40 m view hồ. Trên đất thì hiện tại là có trồng một ít cà và một ít điều, nhưng mà cây trồng thì người ta không quan tâm lắm nên là cũng xấu, không có gì hết, nhưng mà đất thì cũng cực kỳ là bằng. Cà với điều thì cũng xấu chứ không có đẹp. Nếu mình mua thì mình bỏ đi để mình cải tạo lại trồng cây ăn trái làm view nghỉ dưỡng thì cũng rất là phù hợp. Cái hồ này là người ta gọi là hồ đất ría nha quý anh chị. Thì cái lô đất này nằm ở địa chỉ là xã Đắk Rơ Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nhé. Và hồ này là hồ đất ría. Hồ này thì cực kỳ là đẹp rồi, nước trong xanh quanh năm nhé, không bao giờ bị đục và cũng không bao giờ bị cạn luôn, nước lúc nào cũng trong xanh như thế này. Và cái hướng phía bên này là không có bị gió đâu nha quý anh chị, khuất gió, mặt hồ này cũng rất là đẹp luôn, đường xá đi lại rất là thuận tiện. Ở dưới này thì mình có 40 mét view hồ nhé quý anh chị. Ở đây mà làm một cái view nghỉ dưỡng thì cực kỳ là đẹp luôn, tại vì diện tích thì không có là quá là rộng, chỉ có là 5.100 m² thôi. Phía xa xa kia là có một cái nhà thờ rất là lớn đang được xây, thì nếu quý anh chị nào mà mình theo đạo thì mình có thể đi lễ ở gần. Rồi những cái dịp cuối tuần mà mình lên đây mình nghỉ ngơi cũng có thể đi lễ là rất là gần nha quý anh chị. Cách chợ, trung tâm, ủy ban xã, trường học là đúng 1,5 km, và cách quốc lộ 14B là 1 km nhé. Cách trung tâm huyện Tuy Đức là 22 km. Và cách quốc lộ 14A trung tâm huyện Đắk Đắk Lắk là 15 km. Cách thành phố Gia Nghĩa là 30 km nhé quý anh chị. Đường đi lại thì cũng rất là thuận tiện luôn. Và cách thành phố Hồ Chí Minh là 220 km nhé.
giữa chân hồ thì nó cũng bằng như thế này, không có bị dốc gì hết. Mặt hồ thì cũng rất là đẹp. Lô đất này diện tích chính xác ở trong sổ là 5.130 mét vuông nha quý anh chị, và có giá bán là 1 tỷ 350 triệu nhé, cho 5.130 mét vuông. Giá này thì cũng rất là hợp lý. Nếu quý anh chị có theo dõi những cái video của em thì phía đối diện với cái lô đất này là có một lô đất 30 mét mặt đường và dài xuống là 62 mét, tổng diện tích là 1.800 mét vuông, thì chủ nhà rao bán là 40 triệu trên một mét, thì cái lô đất đó đã được bán rồi nhé quý anh chị. Lô đất đó đã được bán giá, có một bán cho một khách ở Sài Gòn lên là giá sau khi thương lượng thì mua bán với giá là 38 triệu mà chỉ có là 1,8 sao thôi, mà bán cho giá 38 triệu trên một mét, tổng là 30 mét. Hiện tại thì tính ra cái lô này cũng giá cũng rất là hợp lý nha quý chị, 5 sao 1 mà chỉ có giá bán là 1 tỷ 350 triệu. Giá này là vẫn còn thương lượng nhẹ nha quý chị. Ở khu vực thì cũng rất là đông dân cư sinh sống. Từ đây mà mình ra tới quốc lộ 14B là 1 km. Từ quốc lộ 14B đi vào đây là mình đi bằng đường bê tông 4 mét nhé quý chị. Còn từ quốc lộ 14A đi vào đây là tất cả đều 14 km là đường nhựa, chỉ có là 1 km là đường bê tông thôi. Ở đây thì cũng không có nhà máy, không có xí nghiệp gì hết, cũng rất là yên tĩnh. Ở đây thì khu vực này thì view hồ thì cũng rất là đẹp nha, đang có rất là nhiều cái mô hình view đang được xây dựng và đang hình thành dần. Chắc khoảng cỡ 3 năm nữa là sẽ rất là nhiều cái view sẽ được hình thành ở đây. Hiện tại thì cũng đã có 2-3 cái view là đã được hình thành rồi nhé. Ở trên này thì mình được 28 mét mặt đường bê tông nha quý chị, đường rất là rộng và có một căn nhà gỗ tạm, đã có điện nước đầy đủ hết rồi. Ở trên 28 mét nhưng mà ở dưới là nửa hậu ra là 48 mét, à 40 mét nhé. Khu vực này, đất này thì đã được phép là chuyển đổi từ nông nghiệp lên thổ cư rồi, và giá chuyển đổi là 100 ngàn trên một mét vuông. Nếu mình làm 100 mét vuông thì sẽ mất 10 triệu nhé. Là ranh mình từ tới cái cột điện này, cái cột điện này hất qua là 28 mét. Cái giá đất nền ở khu vực này là 35 đến dao động từ 35 đến 45 triệu trên một mét nha quý anh chị. Giá đất nền khu vực này giá đó là đã bao gồm thổ, đã có thổ cư, đã là có giá bán là 35 đến 45 triệu, dao động ở cái khoảng đó. Khu vực xung quanh thì cũng rất là đông dân cư sinh sống. Cái giá của lô đất này là nó cũng không có quá mắc nha quý anh chị, nó hợp lý. Tại vì là phía đối diện là 168, 30 mét mặt đường mà bán với giá là 1 tỷ 140 triệu. Đó là 168, mà còn cái lô đất này thì
Thì năm 61 cũng có 28 mét mặt đường mà chỉ có giá là 1 tỷ 350 triệu. Thì giá nó là cũng tương đối là rẻ nha quý anh chị, không có bị mắc. Giá 1 tỷ 350 là vẫn còn thương lượng nhẹ nha quý anh chị. Thì nếu quý anh chị nào mình yêu thích cái lô đất này thì có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại em để trên góc màn hình nha, thì em sẽ tư vấn thêm cho quý anh chị và gửi sổ sách để cho quý anh chị coi tham khảo. Và nếu quý anh chị là mình mùa dịch mà mình không lên được thì mình có thể giao dịch qua hình thức là mình chuyển tiền cọc cho chủ nhà, và em sẽ thay mặt quý anh chị là làm một cái giấy cọc giúp anh chị, để lúc nào mà quý anh chị mà lên được thì mình sẽ tiến hành công chứng. Đó, phía xa xa kia là trung tâm xã, trường học, chợ. Thì từ lô đất mình mà ra tới đó là chỉ là 1,5 km thôi nhé. Thì mình có thể làm theo hình thức là chuyển tiền cọc, ghi nội dung chuyển tiền vào tài khoản của chủ đất, em sẽ tiến hành là viết một cái giấy cọc để cho có phần giữ cái phần pháp lý để cho quý chị yên tâm. Thì video hôm nay của em đến đây cũng đã hết rồi, thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những cái video tiếp theo nhé.